Hello anh em và chào mừng em đã quay trở lại với channel mình. Mình thấy Eddie đây và chúng ta sẽ tiếp tục với cái tựa game đó chính là Nexomon. Nếu anh em nào thích cái video này, đừng quên là bỏ lại một like, chia sẻ video giúp mình, comment ý kiến xuống phía dưới video và đăng ký kênh của mình nhé. Nhớ rung chuông để nhận thông báo mới nhất từ kênh của mình. Chúng ta sẽ vào thôi nào. Thì mình đang đi tìm một cái chỗ, một cái khu vực để có thể hồi máu được đây. Không biết là chỗ nào chúng ta sẽ có thể hồi máu được. Hình như mình đi hơi xa rồi thì phải. Khu vực nào hồi máu ở đây nhỉ? Hình như là sang bên này đúng không? Sang bên này sẽ có chỗ hồi máu. Rồi mình sẽ sang đây hồi máu trước đã. Thế đấy. Chỗ gặp nhau một con Nexomon tiếp theo này. Một con Rattapon. Con này giống kiểu con chuột đấy. Nó là hệ đấm đá đúng không? Đấm đá thì chắc mình sẽ dùng cái một chiêu kết hợp độc và nước rất là khó chịu. Nó sẽ poison chăng? Ủa gần chết rồi, chết rồi, gần chết rồi. Chúng ta sẽ đổi sang con khác. Chúng ta sẽ nhầm. Chúng ta sẽ vào trong team và đổi sang con, đó chính là con Patrick này. Ở trong này thì chúng ta sẽ không thể đổi được các loài Nexomon với nhau, khá là khó chịu. Mình sẽ sử dụng cái chiêu lá. Một chiêu lá là 34 máu. Nó sắp chết rồi. Một phát thôi. Ui, đánh thấm thế nhở. Level 8 ạ. Khỏe phết đấy, cái con chuột này. Mình tí thì bị chết này. Hay chưa. Rồi mình sẽ đi sang bên này đi. Hình như không phải. Nhầm đường. Chúng ta sẽ đợi cho cái cây này nó hết rung đã. Làm sao để hết rung đây? Chỉ có đường này lên trên thôi à? Từ mình sẽ đi lên trên đây. Đấy. Và chúng ta có thể đi thẳng lên đây được. Rồi. Không ạ. Cái đường này nó sẽ bị vướng rồi. Chúng ta chỉ còn cách đó chính là phải băng qua cái khu vực này thôi nhỉ. Một khu vực ở đầy rẫy nguy hiểm. Rồi, chúng ta sẽ lên được khu vực trên. Và mình sẽ lên đây và hồi máu được anh em ơi. Đi hồi máu đã. Tất cả các loài Nexomon của mình thì nó đã gần chết rồi. Đây chính là cái nhà mát đây. Cái nhà hồi máu đây. Healing Center. Và đây cái. Và chúng ta sẽ hồi máu từ nữ y tá luôn. Yes, ok. Đấy, hồi máu cho tất cả là 6 con Nexomon của mình. Chúng ta sẽ xuống bên dưới luôn. Và chúng ta sẽ đi ra bên nào đây. Bên này sẽ có thêm một cái đường lên ngọn núi. Hình như là chúng ta sắp chơi hết cái phần, đó chính là cái phần live version rồi. Và mình sẽ phải mua thôi. 26.000. Không nhảy được chỗ này. Chúng ta đang luyện cho con gì thế nhở? Mình có một cái dấu chấm than ở đây. Là thế nào nhỉ? Mình mở kiểu gì? Không đủ đá là sao mà đủ, là sao mở được nhỉ? Tại sao khi chấm than là sao ta? Không hiểu luôn. Nhưng mà mình sẽ đổi lại cái bọn Nexomon của mình đã. Đây, team của chúng ta đây. Và chúng ta Seren sẽ luyện đến cấp 10 à? Chắc chắn sẽ luyện Seren đến cấp 10 trước. Con này phải luyện trước. Con này nó là con thể loại Ray đấy. Đây đúng không? Vào đây sẽ bắt được con gì không? Một con chim. Ok, con chim là UC. Chúng ta sẽ bắt con này đi. Chúng ta sẽ sử dụng cái chiêu chiêu gì bây giờ nhở? Chiêu gió. Hệ gió này. Con này thì không ăn thua. Mình muốn bắt con này thì chúng ta phải đổi con khác. Gió thì có lửa đây rồi. Lửa rất là khỏe. Rất là khỏe luôn. Bị stun rồi. Biết ngay mà. Có cái biểu tượng này bị stun này. Ôi chưa. Chiêu khó chịu thế nhở. Chúng ta sẽ phải đổi sang. Đây. Đỡ phát chết luôn không? Còn một máu. Quá đẹp. Và sẽ bắt cái con chim một chân này. Con này giống cái con cú mèo ấy. Con Fuser rồi. Khó chịu thật. Chiêu thức rất là hay nhở. Chiêu thức stun kẻ địch. Rất tốt luôn. Phải nói rất rất tốt luôn đấy. Chúng ta sẽ lấy thêm được một con nữa ở trong này. Chúng ta sẽ có thêm một cái con chim một chân nữa. Và mình chắc sẽ add vào party thôi. Chúng ta sẽ thay cho con gì đây? Chúng ta sẽ thay cho cái con mình sẽ thay cho cái con gì nhỉ? Con rơi này nhá. Chắc về mình sẽ hồi máu cho cả team đi đã. Xong mình sẽ ra ngoài. Thôi kệ, cứ đánh đi. Để xem có thêm loài Nexomon ở đây cũng không. Một con Fanfru
mình cũng sẽ bắt nuốt con này đi. Có nên bắt không nhở? Mỗi tập ra sẽ quáng bắt 2 con, nhưng con này thì mình chưa thích lắm. Hệ đá thì phải là hệ nước. Đây rồi, hệ nước sẽ là very effective, chuẩn bài. Mình dựa theo những cái gọi là hệ tự nhiên đấy để áp dụng trong cái trò này luôn. 22 máu, một phát nữa thôi nó sẽ chết. Fail, chiêu gì đấy nhở? Chiêu như kiểu mình đuổi mình đi ấy. Hay, very effective. Lên level 9 rồi. Cái con cua của mình. Quái đây sẽ có quảng cáo đây ta. Mình muốn nách qua cái quảng cáo này quá. Đây rồi. May mà cái quảng cáo này nó chỉ có tầm khoảng mấy giây thôi. Xong Ngạo Thiên Mobile lại đi quảng cáo cái đấy vào nhỉ? Làm gì ta? Ở kia có một cái món đồ này. Còn Chameleon, con này đẹp thế. Nhìn trông hài ta. Thế luôn anh em, nó rất hài. Nó là hệ bàn chân. Bàn chân thì phải là hệ khác thì đánh được. Theo mình nghĩ là vậy. Đam yếu chưa? Thế với anh em luôn là đam yếu. Vẫn cả lồng à. Con gì đây nhỉ? Cái chó con gì lên đây? Đam con này nhìn trông to như thế này cơ mà. À không, cái đấy là cái lượng mana mất đúng không? Có đúng không nhỉ? Đấy con mít kìa. Đấy khá là khỏe, chiêu gió cũng mít luôn. Chiêu này đúng là lượng mana mất nhá, nó không xác định là cái đam mạnh hay yếu đâu. Đấy là cái lượng mana mất thôi. Đấy 28 này. Lượng đam thì chúng ta phải vào trong tận nơi cơ thì ta mới có thể xem được như thế nào. Patrick, một bé. Mấy con trong này rất là khỏe, phải nói rất là khỏe. Đấy rất là khó chơi. Fan through rồi. Con này cứ chiêu nước mà tấn công thôi, 24 này. Very effective. Nó chỉ có tốn có khoảng là mấy mana thôi anh em ạ. 7 mana thôi này. Wow, very effective, tốt. Con này sắp lên level 10 luôn kìa. Kinh nghiệm ở đây quá nhiều luôn. Tha hồ mà cày nha. Fan through. Để mình xem có con nào lạ không. Chúng ta sẽ cày lên level 10 cho con Siren này luôn. Sau khi cày cho con Siren thì mình sẽ cái Ray là sao ta? Cái Ray là sao ta? Không hiểu luôn. Level up này. Cho lên level up luôn. Attack sẽ là 34. Máu sẽ là 67. Stamina vẫn giữ nguyên này. Defense là 15 và speed vẫn là 6. Con này thì tăng một chút máu. Công tăng lên là 26. Cũng khá là ổn. Ok. Cái này nó sẽ quảng cáo trong khoảng mấy giây thôi. Vì đây là bản dùng thử nên nó sẽ vẫn có quảng cáo. Nhưng mà quảng cáo nhanh thôi anh em ạ. À, ra đây lấy cái đồ đã. Cho lấy món đồ đã. 100 coin. Ok. Sang đây luôn. Con này thì thường là chúng ta sẽ phải sử dụng ở cái hệ khác. Không phải hệ này được đúng không? Thông thường thì chúng ta sẽ sử dụng đó chính là hệ gì nhỉ? Bàn chân của ta đã hạt ba là level 7 rồi, level 10. Chắc mình sẽ dừng lại đã. Tạm thời dừng lại đã. Chúng ta sẽ luyện cho con hệ đá xem nào. Hệ đá liệu ăn thua không? 30. Very effective và không được rồi. Chúng ta sẽ lấy con Apoka trước. Bóng tối à? Fail. Mình đạt cho nó phát. Khá khỏe, nó level 7, nó level 9 đấy. Rồi, mình đã đánh trước đúng không? Húp. 14 máu và nó choáng luôn kìa. Tốt chưa? Con Fusion có nghĩa là nó sẽ tự động đánh nó luôn. Mày này. À đúng rồi, chúng ta sẽ cần luyện cho một con để tiến hóa. Mình sẽ luyện cho con lửa cho tiến hóa lên. Nhưng vấn đề ở đây là những cái nơi này thì nó sẽ hệ lửa sẽ bị khắc chế anh em ạ. Thông thường hệ lửa sẽ bị khắc chế ở đây. Sẽ bị khắc chế bởi hệ gió gì đấy. Cái đồ này không thể lấy được nhá. Thằng này đứng chắn chỗ này rồi. Nó không cho mình lấy đồ luôn. Chúng ta vào đây trước. Chúng ta có một khu vực bên tay phải nữa. Đây là khu vực gì đây? Mình sẽ vào đây và nói chuyện với nữ y tá. Ok. Bip. Chúng ta sẽ hồi đầy máu này. Bây giờ mình sẽ lựa cho một con tiến hóa dạng 2 đi đã. Mình sẽ vào trong team và đổi cái con này lên. Swap sang con đầu tiên luôn. Đấy. Ok.
Lên, let's go. Đây là chúng ta sẽ đến khu vực khác à? Đây là một cái nông trại à? Có người chặn mình lại này anh em. Hỏi chấm. Thì làm sao đây? Hay là mình sẽ không lên được? Hay nó chặn mình luôn nhỉ? Không. Vẫn có thể lên được mà. Thế nhưng mình thấy vẫn có thể lên được. Nó sẽ có hai khu vực khác nhau ở bên này và bên kia. Bên này phải là rừng không? Không phải là rừng à? Mình cứ tưởng đây là rừng. Chúng ta sẽ vào thêm một cái hang động nữa. Cái gì đây? Cho gặp cái người mà cầm theo một cái túi như kiểu ăn mày vậy ta. Excuse me, biết ngay mà. Ăn mày hay ăn trộm đây? Giống kiểu ăn trộm vãi. Nhìn mặt gian vãi trưởng em ạ. Thế là Willy, nó chạy rồi. Nó có để rơi cái gì không? Bó tay. Hay vãi. Rồi, chúng ta sẽ lên trên này xem để có đồ gì có thể nhặt được không nhỉ. Không có. Mình vừa đuổi một thằng ăn trộm xong. Theo mình nghĩ mình nên đi đi luyện tập thì hơn, chứ đứng đây đợi thì cũng không được. Ở kia là đang đào đường và nó đang chặn đường rồi. Chắc mình sẽ đi luyện để lên cho level cho Pokemon thôi. Hiện tại mấy con mình đang yếu quá. Chúng ta sẽ luyện cho hai con chính của chúng ta nhá. Cái con lá và con lửa của chúng ta sẽ lên cấp trước đã. Phải cho nó khỏe đã, xong rồi tính sau. Bây giờ luyện cho tất cả những con này mà lên được cái level cao nữa thì còn càng khó hơn nữa. Trong này có cái gì đây? Trong này sẽ có gì đây? Ây. Ở đây khó chịu đây. Một hit có giết được không? 69, very effective. Hoàn hảo. Level 11. Học được một chiêu drill. Chúng ta sẽ khoan thẳng trực tiếp vào nó à? Đấy. Chết rồi. Thế nhưng mình bỏ mất đi một chiêu khỏe đúng không? Phải trưởng rồi anh em. Bây giờ học kiểu lại kiểu gì đây? Mình ấn exit. Đi ấn next cơ. Nhưng ấn nhầm nút exit rồi. Thôi kệ rồi. 47 máu. Thịt nướng luôn. Đi đến đâu là sẽ luyện level đến đấy luôn. Ok. Chúng ta sẽ next qua quảng cáo nhanh thôi. Nó chỉ có mấy giây thôi mà. Đấy. Đã xong. Anh em chịu khó xem tí vậy. Để ý cái lượng mana nhá. Mana mình không phải là nhiều đâu. 15 mana. Nhưng mà đảm bảo sẽ giết được luôn. Rất nhanh. Cầy siêu nhanh luôn. Con chim một chân đúng rồi, mình bắt được rồi. Ở đây sẽ có gì đây? Con đá này. Con đẹp thế. Hay bắt con này ta? Cho nên bắt con này không? Mình sẽ đấm nó vài phát. Quay đẹp nhỉ? Ok. Rất đẹp. 20 máu. Thôi mình sẽ đấm nó đi. Bắt con này, bắt con khác sau. Ui, đấm mạnh quá. Và nó chết luôn anh em ạ. Hải vãi. Để xem nào, hôm nay bắt con gì đây. Con này cũng đẹp này. Con này cũng đẹp. Con Fan Through. Hệ đá và nó chỉ là C. Mình sẽ bắt sau vậy. 43 máu để luyện cho này lên level mười mấy nhỉ. Level up. Và không biết nó tiến hóa bao cấp bao nhiêu mới tiến hóa. Cứ tưởng là tiến hóa cơ. Thì ra không phải. Thì sao là thêm một cái quảng cáo nữa. Xuống dưới này. Cứ luyện cho con này lên khỏe đã. Tính sau. Ở đây có cái item gì không nhỉ? Hình như là không có bất kỳ cái gì cả. On a brow. Lên cấp là mình sẽ được hồi máu mà. No effective nha. Fail rồi, không biết chiêu gì nhưng mà fail. Mình không quan tâm luôn. Đấm cho nó một phát 47. Mấy con kia sẽ được lên cấp theo mình. Vào đây luôn. Đó, ở trên này chỉ có những con như thế này thôi anh em ạ. Bắt không? Bắt con này đi. Nó còn 8 máu kìa. Nó cho mình một cái smoke. Giảm độ chính xác xuống à. Mình không hề có một cái bẫy golden nào cả. Chỉ có cái bẫy thường thôi. Và bắt thôi. Let's go, vào thôi. Vào luôn ở trong cái này. Đấy, cho thêm con mới nữa. Fawn Throw. Một ngày ta sẽ bắt khoảng 2 con, 2-3 con gì đấy thôi. Đẹp. Có add cho Batty không? Thôi cứ send to store đi. Con này chỉ độ hiếm là C thôi. Nên nó khá là yếu. Mấy con mình đang cầm là con Ray.
Con mình đang cầm là con Ray. Vào đây nào. Chameleon, Chameleon. Con này nó sờ sờ cái đuôi ta. Hai vãi trưởng. 41 máu, 41 máu này, 56 đam. Ok. Đúng rồi, mình bắt con chim một chân đúng không? Chim gõ kiến một chân. À, con này trông dễ thương ta. Six male là con gì đây? Không cần biết, very effective vì nó là côn trùng. Nó là hệ gió và nó là côn trùng gì đấy. Chúng ta kiếm được khá nhiều tiền đấy từ cái phần này. Chẳng lẽ quay trở lại với cái hang động ta? Chúng ta quay đi quẩn lại chỗ này thật là nhiều để có thể luyện cấp cho thêm những con Pokemon của mình. Trong này mình còn chưa khám phá hết cơ. Còn rất nhiều loài trong này nhá. Rất nhiều loài mình chưa từng bắt bao giờ. Con này đã bắt rồi này. À, con này đấm phát chắc là chết thôi. 43 máu rồi. Rất khỏe. Sao đến level 13 luôn kìa. Trâu thế nhờ. Xuống dưới này, xuống dưới này có sẽ có đường đi. Cứ đi quanh quẩn chỗ này thôi. Chỗ này nó sẽ có sao vẫn con này nhỉ? Con này thì ít kinh nghiệm lắm, con này ít kinh nghiệm lắm. À, bây giờ thì mình thấy là hệ đá, hệ lửa sẽ bị khắc chế bởi cả hệ đá luôn. Level 13, HP 99, stamina 130, đam 56, def 24, speed là 9 luôn. Vấn đề là trong này thì nó thường là những cái con yếu rồi. Thì khi nào mình thích bắt cái con gì thì vào đây mình bắt thôi. Trong này lại là một con Gnope. Con này thì mình có rồi này. Cho chiếu lửa phát. No effective, nó hệ đá nhá. Nên nhớ rằng nó là hệ đá và nó sẽ không chịu tác dụng của chiêu lửa đâu. Đấy. Chiêu vật lý vẫn tốt, đúng không? Con này sẽ là sự kết hợp giữa cả vật lý và cả chiêu lửa. Để xuống dưới này xem. Hầu hết những con này mình bắt rồi. Con này bắt rồi này. Đấm nó phát. Phải chiêu này thì nó mới chết được. 48 máu đấy. Tốc độ nào tặng nhanh nhất trong hội. Đến đây. Vậy phải cày kiểu gì để nó tiến hóa cơ. Hiện tại chưa tiến hóa chưa được, đúng không? Sang bên này. Đây những cái đường dây xe lửa để đào mỏ. Đây này, con Bowfish ở đây, chưa bắt bao giờ này. Nó sẽ tập sau mình bắt đi, sẽ đánh nó phát. C 52 máu. Rất khỏe. Ok. À, con Patriot sẽ lên level kìa. Mình sẽ cho con Patriot ra nha. Team. À, cho sẽ lấy con Patriot. Đây. Swap sang con này. Exit ra. Đó. Lên đường. Nào chúng ta đi đâu đây? Cái này là Golden gì gì đấy. Từ từ thôi. Xuống phía dưới xem có cái gì không. Đây đây. Bowfish. Không quan tâm. Một chiêu lá này và mình sẽ very effective. Hệ nước sẽ bị khắc chế bởi hệ lá là điều chắc chắn rồi. Và đây sẽ lên level up. HP sẽ được tăng cao. Đây này. Unlock một chiêu lần này mình không thể nào ấy được. Chết rồi. Mình không để ý kỹ là nút nào để thay đổi rồi. Bó tay luôn. Cái skill của chúng ta đâu nhỉ? Skill đây. À đây đây đây. Đây 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 đây. À đây đây, mình có thể thay đổi được ở trong này anh em ạ. Hiểu. Đây mình có thể xem được các cái hiệu ứng đây. Đánh thường này, đấm thường này, hệ lá này, 7 MP này. Cái này là hệ lá nhá. Tắt cái này đi, bật cái này lên. Hiểu rồi. Hiểu rồi đấy. Cái gì đấy? Đấy. Nó như cái skill kia thôi. Không khác gì cả. À, rồi. Mình hiểu con này như thế nào rồi. Con này cũng thế thôi. Skill sẽ không bị mất đi. Đó, 10 ST. Rồi. Swap với con này để thử cái skill đầu tiên của nó như thế nào. Skill mới học được. Cái bảng skill rất là dài nha, rất là nhiều. Ở trong này là một con Kendrama. Đây rồi. Khoan, 36 máu. Phá giáp à? Hay. Với những con nào có cái hiệu ứng là bảo vệ tạo ra giáp ấy thì mới có thể phá giáp được. Chết ngay. Ok thì mình sẽ kết thúc vào đây nhé. Xin chào anh em. Hẹn gặp lại anh em trong tập kế tiếp của tựa game đó chính là Nexomon. Bye bye.